Nhà kính này là nơi nghiên cứu các loại thực vật mới đó mấy đứa. Wow, nhiều cái lạ quá. Có cây nào ăn được không bác? Có chứ, có cây bụng bự ăn được, mà cũng có cây ăn ngược lại bụng bự luôn. Wow, cây ăn thịt người luôn hả bác? Đúng rồi, ở nhà kính này có những khu vực nuôi trồng các loại thực vật ăn thịt. Tại sao cây không uống nước mà phải ăn thịt vậy bác? Thực vật ăn thịt là để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt như nơi đất mỏng hoặc nghèo chất dinh dưỡng. Chúng được cho là đã tiến hóa 6 lần trong 5 đơn bộ khác nhau của thực vật có hoa. Wow, dẫn tụi con đi xem mấy cái cây đó đi ba. Không được, đó là khu vực nguy hiểm, con nít không được vào. Thôi đừng buồn, để ba dắt mấy đứa đi uống nước dưa hấu khổng lồ nha. Nè, uống đi mấy đứa, nước ép đó. Bác cho con xin ly nữa đi. Alo, có chuyện gì? Hả? Được, tôi tới liền. Bây giờ bà có việc gấp, phải đi ngay. Mấy đứa ở khu dưa hấu này chơi nha. Ê, ba mình đi rồi kìa. Qua khu gan ăn thịt chơi đi. Ủa, không phải ba đớm nói là không được vào sao? Có gì đâu mà sợ, có mấy cái cây thôi à. Mấy khi được nhà kính chơi đâu. Ngồi đây uống hết trái dưa hấu và về nha đớm. Đi xa chứ chưa cực. Qua đó mình ăn thịt luôn cái cây ăn thịt, hấp dẫn hơn. Đi thôi, tiến lên, vô. Đúng nghĩa bụng bự. Bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi đó. Có gì đâu mà sợ, nhìn bụng bự kìa. Đồ ăn, đồ ăn ơi, mi ở đâu rồi? Còn không nghĩ cách cứu đớn, cho dù bị nhốt vào trong cũng phải tốn thời gian để tiêu hóa chứ. Ờ ha, mau cứu đớn ra trước đi, nếu không đớn bị tiêu hóa hết. Thả đớn ra, thả đớn ra. Đừng có mừng sớm. Trong cuốn cẩm nang này có ghi, trong khu vực này có một cây bẫy rùa đột biến to khổng lồ, có khả năng di chuyển. Chính là cái này nè. Nhưng lúc nó chưa để ý thì chuồn đi. Bên đây nó chạy đi. Bụng bự đúng là bụng bự. Gặp nguy hiểm là không ai chạy lại hết. Nhanh chạy ra cửa khu vực đi. Ở đó chúng ta sẽ an toàn. Các bạn chạy đi, đừng lo cho mình. Không, mình sợ là để chiến đấu cùng với các bạn. Bộ chết chùm vui lắm hả? Ha 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 ha
Đòi ăn thịt bạn ta hả? Đừng có mơ. Mình tưởng bạn chạy trước bỏ tụi mình rồi chứ. Chết chùm đâu có vui. Đây là khu vực đầu tiên mình bị dây leo cuốn chân nè. Hay lắm con bự, dùng dây leo để trói cái ăn thịt khổng lồ này lại. Nó chết rồi, mình quên là mấy sợi dây leo, chịu lực rất yếu, chạy mau đi. Chết rồi, lại cửa này chỉ có mở một chiều từ phía ngoài thôi, tụi mình tiêu chắc rồi. Hên quá, bác không tới kịp là đưa con làm mồi cho cây rồi. Dạ, lỗi tại con rủ các bạn vậy nó nguy hiểm. Mai mốt không có như vậy nữa nha mấy đứa. Dạ. Ba cấm không cho về đây chơi, chứ đâu có cấm mày hạt giống về nhà đâu. Cứu mình với, mình sắp bị đem nuốt chảo rồi. Ui da, đau quá. Nặng quá, tới dây leo cũng không đỡ nổi luôn. Đó là loại dây leo rừng, nếu mà đi không khéo thì sẽ bị cuốn ngược lên cành cây. Hay quá ha, không chịu nói sớm. Đáng đời. Mình mới lấy cẩm nang này ở ngoài cửa đó. Ồ, có cuốn cẩm nang này thì sợ gì nữa. Tiến lên mấy bạn. Đừng có dội mừng, khu ẩm ướt này là khu vực sinh sống của cây cỏ bơ đó. Cây đó có bơ hả? Ăn được bơ trên cây không? Ồ, cây cỏ bơ là một loại cây rất đẹp, dùng những chiếc lá của mình có chất dính để bẫy và tiêu hóa không mồi. Tay mình bị hút liền á. Rét quá. Tay to lên ghê. Vừa nói là đốm dính luôn kìa. Cái tật tay mày không chịu bỏ, lại cái đốm ra đi. Ê ơi, tay to, coi thử cái này là cái gì vậy? Nhìn có vẻ nguy hiểm quá à. Cây gọng vó là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới. Lá có nhiều lông, chứa nhiều chất lỏng có độ dính để bắt con mồi. Vậy chỉ cần đừng có đụng với mấy cái lông đó được rồi. Chạy đi. Trời ơi, dính quá trời dính luôn à. Đằng kia có cái lon nước kìa. Lại đó rửa sạch đi. Chết rồi, là cây nếp ấm. Đốm bị ăn thịt rồi, chạy mau. Chán quá. Biết chừng nào mới tới nơi đây. Bay tới rừng nguyên sinh rồi. Ủa, rừng nguyên sinh là sao? Rừng nguyên sinh là rừng già đó. Nói chung là rừng nguyên thủy trong thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi con người. Cho mình coi với, cho mình coi với. Có gì từ từ, lọt cái lũ qua cửa sổ bây giờ. Đừng buông tay mình ra. Đừng buông tay mình ra. Mình giữ không nổi nữa rồi. Kỳ này là mông dập đít nát rồi. Tất cả bình tĩnh. Ôm
đốm cho mình nhanh lên. Đốm hay quá đốm ơi. Chưa xong đâu, nhớ bám chặt mình. Ba nứa nặng quá luôn á, phải sắp đất rồi kìa. Giữ chặt vào. Chết rồi, nó bị tách ra rồi. Gặp nhau ở cái cây cao nhất. Vậy là bị lạc giữa rừng thiệt rồi. Thôi kệ, cũng còn vui hơn khỏi dạt trên máy bay. Chả có làm gì được. May là có mấy cái cây nó đỡ, chứ không thôi là đi bán muối rồi. Tôi chết rồi. Thấy tiền bụng bự, tay to. Hai mẹ nó bây giờ chắc đang hoảng loạn lắm luôn. Đồ chơi của mình còn nhiều lắm, nhưng mà ở trên gác xếp lận. Vậy lên đó liền đi. Đi thôi, đi thôi. Trên đây tối thui à, có chừng nha. Tối thui à, có thấy gì đâu mà tìm. Thôi quên đại đi, quên trúng cái gì chơi cái đó. Tôi thui, không có quơ được cái gì để đem xuống hết trơn á. Mình chỉ lấy kịp cuốn sách bự này thôi. Xếp giấy biến hình, sách gì mà lạ quắc. À, thì ra là xếp giấy. Thôi kệ, lỡ rồi xếp thử coi ra con gì không. Trang đầu tiên nó chỉ xếp con hạt giấy nè. Vậy mình xếp con hạt đi. Xong, xong. Cuối cùng cũng xếp xong rồi. Wow, hạt giấy nó cũng bay được kìa. Thích quá, nó biết nhận ra ai là chủ của nó nữa. Hồi nãy xếp ẩu nên bây giờ xấu quá à. Xếp lại đi. Đúng rồi đó, mình xếp thêm đi. Mình xong rồi, hình xếp con bướm. Mình cũng xong, xem đây, hình con ếch. Ý, con ếch của mình nhìn dễ thương quá đó. Con bướm của bạn xếp đẹp quá chừng luôn á. Hãy xem hình xếp máy bay chiến đấu của ta đây. Thấy hình xếp của mình vô địch chưa? Vui. Sao bạn tấn công mình? Tại bên mấy bạn yếu quá làm chi. Mấy bạn chiến đấu của mình là vô địch. Tại bạn tấn công bất ngờ thôi. Hạt đâu? Cô đỡ đòn.
Hình xếp xấu xí đó mình đâu có cần. Mình chính là chùm xếp giấy đây. Vậy thì mình không cho bạn xếp giấy nữa. Tấn công đốm cho ta. Quyển sách này là của mình. Của mình. Quyển sách này là của mình. Đưa nó cho mình. Đưa đây. Ôi không, quyển sách rách làm đôi rồi. Quyển sách rách rồi, nhưng ta giành được phần nhiều hơn. Bộ tướng nhiều hơn là ngon hả? Chứ sao nữa. Vậy thì tụi mình tuyên bố chiến tranh sách giấy với bạn luôn. Chiến tranh sách giấy hả? Được. Chơi luôn. Lấy ghế sofa làm ranh giới. Hẹn 2 tiếng nữa để xem đội quân ai mạnh hơn. Chiến tranh xếp giấy lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Bụng bự thì có nhiều giấy, nhưng mà mấy tờ hướng dẫn bên mình hết rồi. Cuộc chiến này mình thắng chắc. Chết rồi, mấy tờ hướng dẫn bên kia hết rồi. Thôi đi bụng bự ơi, mấy tờ hướng dẫn bên mình hết rồi. Chùm xếp giấy mà cần mấy tờ giấy hướng dẫn đó hả? Đợi đó, coi vũ khí bí mật của mình nè. Sao? Sao? Giờ đại chiến lại đó. Bụng bự đầu hàng đi. Còn lâu tao mới đầu hàng đó. Để xem hạ âm thợ máy bay chiến đấu của ta đây. Lên. Hả? Hả? Nhất định bụng bự và tay to nhìn thấy chắc chắn sẽ khóa cho mà xem. Bụng bự, tay to, hai bạn tới chưa? Hết hồn, cái gì đẹp vậy hả Đốm? Đồ chơi đặc biệt lắm đó. Là cái gì vậy Đốm? Từ từ xem nè. À, chuột nhát, người sợ chuột nhát lắm. Sao bạn lại bắt chuột làm gì? Còn cười được nữa. Đây không phải chuột thiệt đâu. Không phải chuột thiệt, không để chuột ma. Là chuột đồ chơi đó. Đồ chơi? Đúng vậy, mình nhờ ba mình làm cho đó. Giống thiệt phải không? Đồ chơi thiệt tay to ơi. Đốm giỏi quá à. Cho mình mượn xem một chút nha. Ừ. Trả lại cho mình. Không trả đâu. Cho mình chơi với. Bụng bự có sao không? Bị cứng cái gì ở bụng, đau quá à. Đau của mình rồi nè. Mình xin lỗi. Con chuột của mình bị hư rồi. Xin lỗi được cái gì? Mình đâu có cố tình đâu. Tại bạn đó. Thôi mà Đốm, bụng bự đâu có muốn đâu. Không mấy mình đền cho. Bạn đừng có giận mình nha. Có một con trái đất này thôi á, trên vũ trụ này luôn. Làm sao bạn đền được? Mình mai mốt có đồ chơi không thèm cho bụng bự chơi luôn. Chuyện gì mà con có vẻ bực mình vậy con trai? Bụng bự làm hư đồ chơi của con, bực mình ghê. Đốm của mẹ nè, món đồ chơi đó quý như vậy sao? Đó là con chuột nhất rất dễ thương. Có dễ thương bằng bạn bụng bự của con không? Dễ thương hơn nhiều. Vậy mẹ sẽ nói với ba con làm cho con một con chuột nhắt khác. Nhưng con sẽ không được gặp bụng bự nữa. Sao như vậy á mà? Con phải chọn một là đồ chơi, hai là bụng bự. Con chọn đi. Con quý ai hơn? Vậy con có bao giờ làm hư đồ chơi của bạn ấy không? Dạ, có cũng nhiều. Vậy sao giờ lại giận bạn? Mẹ ơi, con hiểu rồi. Tình bạn quan trọng hơn đồ chơi mẹ.
Cá nhiều quá ha bụng bự. Hôm nay mình có canh chua cá rồi. Hai bạn câu tiếp đi nha. Mình đi ra đây một chút xíu thôi. Đúng, đi đâu vậy? Bí mật. Đúng, đi đâu mà lâu vậy? Lâu thiệt. Bạn đi đâu lâu quá vậy? Tụi mình tưởng bạn bị chó sói ăn thịt rồi chứ. Vậy hai bạn có sợ chó sói không? Trời, chó sói cái gì đâu mà sợ. Nó mà ở đây hả, mình sẽ đánh nó một trận te tô luôn. Mình cũng sẽ đánh cho chó sói kỹ răng luôn. Hai bạn giỏi ghê. Chứ sao? Mà sao giọng bạn lạ vậy? Phải đó. Chó sói. Sao? Sợ rồi à? Thôi Rơm, đừng có dạy chó sói nhát mình nữa. Chó sói thiệt. Tay to, tiêu rồi. Sao giờ bụng bự? Mình cũng biết làm sao nữa. Sao hai người nói là sẽ đánh gãy răng ta mà? Chỉ là nói đùa thôi mà. Hôm nay ta có một bữa ăn thật no say với hai con vật nhát gan này rồi. Tay to nè. Gì hả? Dù sao cũng chết, hay ta liều đánh nhau với nó đi. Biết đâu sẽ thắng nó. Thôi đi, để cho nó ăn thịt đi. Chứ đánh nhau á, lỡ nó cào rách cả người, chết sâu lắm. Đúng là con gái mà, để mình nghĩ cách. Sao? Giờ hai đứa nhà ngươi, ai muốn chết trước? Nghĩ ra cách gì chưa? À, mình có cách rồi. Ăn thịt ta trước đi. Được lắm, ngươi cũng anh hùng đó. Khoan đã. Sao, sợ chết rồi à? Ta đang phân vân một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn trước khi chết phải làm một chuyện gì có ích. Đừng có đòi hỏi nữa. Chuyện có ích đó là ta muốn giúp ngươi. Giúp ta? Ta là bác sĩ, ta muốn chữa vết sẹo trên mặt của ngươi, để ngươi là con sói vừa khỏe mạnh vừa đẹp trai, đi rình mồi mà không phải bịt mặt như vậy nữa. Ngươi làm được? Tất nhiên rồi. Thôi được, nếu ngươi chữa được vết sẹo đáng ghét trên mặt của ta, ta sẽ tha mạng cho hai ngươi. Nhưng ngươi phải làm theo điều ta dặn. Được, được, làm gì ta cũng đồng ý. Vậy bây giờ ta bắt đầu thôi. Làm liền đi. Nhanh đi, nhanh đi. Ngươi định làm gì ta? Ta sẽ cắt đi vết sẹo của ngươi. Đau lắm. Ngươi yên tâm, với tay nghề của bụng bự này thì không hề đau. Thật không? Không tin ngươi cứ hỏi tay to bạn ta xem. Đúng đó. Bụng bự là một bác sĩ rất giỏi. Chính bạn ấy đã nói cho tay của ta to như thế này đó. Ngươi có thấy đẹp không? Nhưng ta sợ. Thôi được rồi, ta có cách này. Cách gì? Ta sẽ chói ngươi vào gốc cây để cho ngươi khỏi cử động. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ta. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không sợ gì cả. Được đó, được đó. Để mình giúp. Xong rồi. Tốt lắm. Giờ mình làm gì nữa bụng bự? Mau đi, mau đi. Giờ chúng ta về nhà thôi. Ừ, đúng rồi. Ê, hai người đi đâu vậy? Sao không chữa vết sẹo này cho ta? Con chó sói ngu ngốc kia, ngươi đã bị tụi ta lừa rồi. Thì ra hai ngươi gạt ta. Ngươi đúng là con chó sói ngu ngốc mà. Mình về thôi bụng bự. Ta thoát được sẽ xé xác hai ngươi ra. Hình như chân mình bị vướng gì á. Đâu? Chỉ là sợi dây thôi mà. Hình như là sợi dây chó sói mà. Hả? Để ta xem, lần này hai ngươi còn trò nào để dở ra hay không. Làm gì bây giờ hả bụng bự? Có một cách.
Cái gì vậy bụng bự? Cháy. Vậy mà cũng là cách đó hả? Ta sẽ bắt được hai người cho mà xem. Các bạn làm gì mà chạy dữ vậy? Chó sói đó mày. Chó sói? Chạy đi Đơm. Chó sói rượt. Sao hai bạn lại chạy như vậy? Không chạy như vậy thì chạy làm sao chứ? Đơm có cách sao? Chó sói rượt mình không được chạy như vậy mà phải chạy nhanh hơn. Hả? Ta sẽ bắt được hai người cho mà xem. Tại sao lại có bọn cho chấu to như vậy hả Đốm? Mình không biết nữa, nhưng ba mình nói có lẽ do chúng bị trúng thuốc tăng trưởng. Vậy làm sao chúng ta có thể đi về được chúng bây giờ? Mình không biết, nhưng chúng ta có thể tìm nó trong phòng nghiên cứu của ba mình. Nhưng chúng ta biết cái nào sẽ giúp được mình hả Đơm? Mình cũng không biết nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? À, hay là mình thử tìm trong sổ ghi chép của ba Đơm xem sao. Đúng rồi, toàn là hình vẽ và con số. Tìm biết bao giờ mới ra đây. Wow, hoa đẹp quá. Còn có trái nữa chứ. Chắc là ngon lắm đây. Đưa đúng vào. Sao vậy Đơm? Đây là hoa phù thủy. Hoa phù thủy? Đúng vậy. Sao gọi là hoa phù thủy vậy hả Đốm? Bởi vì nó có khả năng thôi miên người khác. Không hiểu gì hết á. Nếu ai ăn nó thì sẽ làm theo lời người khác nói. Cái gì cũng làm hết á. Ê, ghê quá. Ê, chuyện gì vậy bụng bự? Sao chúng ta không dùng nó để thôi miên lũ cho cháu ha? Dùng nó? Bây giờ tụi mình phải tìm cách để bọn cho cháu ăn trái này. Hả? À, mình đã có cách. Cách gì? Không được. Bác không giúp con thì con không thể cứu được ba của con. Nhưng như vậy thì sẽ hư hết vườn cà chua của ta. Con năn nỉ bác mà. Thôi, cháu hãy đi tìm vườn của ai khác nhờ giúp đỡ đi. Nếu bác không giúp á thì mai mốt lũ cho cháu ăn hết chỗ khác cũng ăn luôn vườn nhà bác thôi. Mà biết đâu chừng á chúng ăn hết rau sẽ chuyển qua ăn thịt chúng ta. Các cháu đừng có dọa ta, ta không dễ bị mắc lừa đâu. Chính bác là hung thủ làm cho bọn cho cháu biến thành khổng lồ. Nếu cháu nói chuyện này cho hội bảo vệ thiên nhiên vũ trụ thì bác sẽ bị bắt giam. Ta đã làm cái gì? Chính bác phun thuốc tăng trưởng với cà chua làm cho bọn cháu dính thuốc và to lên như vậy nè. Ta vậy bác có giúp tụi cháu không? Thì ta sẽ giúp. Không ngờ Đốm lại nghĩ ra cách nghiền hoa phù thủy ra để phun lên vườn cà chua của bác bộ vàng. Đốm thật thông minh. Kỳ này bọn cho cháu mà ăn cà chua nhất định sẽ bị chúng ta thôi miên. Yeah. Không biết cho sói có ăn táo không ta? Bạn dẹp cái trái táo của bạn đi. Chó sói ăn thịt chứ không có ăn trái cây đâu. Nó nhỏ thôi, để mình đốt lửa lên. Đúng rồi, thú hoang rất là sợ lửa. Nổi lửa lên đó mày. Oh yeah. Bùm bùm cháy lên đi. Chết rồi, lúc nãy đốt hết diêm rồi. Bùm hả? Lúc nãy đốt chi nhiều rồi bây giờ chết chùm luôn rồi nè. Bình tĩnh. Không có diêm thì mình làm theo cách truyền thống. Ha 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 ha
tôi kỳ này tiêu lực rồi, trước khi chết cũng phải ăn cho no mới được. Tôi chứa bao nhiêu thuốc mà gần chết, chỉ có kẹo cao su để ăn thôi. Mình nhớ rồi, mình có cách rồi. Giấy bạc có khả năng dẫn điện. Nếu ta dẫn điện từ cực âm với cực dương của cục pin thì gặp dao như vậy nào, thì nó sẽ bốc cháy. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Một trăm phần trăm bụng bự ngủ rồi. Thôi, lại cần bụng bự ngủ cho ấm. Ê, dậy đi, có máy bay tới cứu mình kìa. Chết rồi, máy bay không thấy mình. Nhanh lên, chia đóng cửa lớn thành ba đóng cửa nhỏ, đó là tín hiệu cứu nạn quốc tế. Thổi cho khói lên đi mấy bạn, thổi mạnh lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Yeah, được cứu rồi, trở về với văn minh, được ăn đùi gà rồi, không phải ăn táo trừ cơm, về nhà ăn đùi gà trừ cơm luôn. Yeah, mai mốt quá, không bao giờ đi máy bay nữa đâu. Có đi con không đi chung với bụng bự nữa. Không quan tâm, đùi gà ơi, ta tới đây. Tâm ơi, cứu mình với. Cứu với. À, đó, để con, cứu mình với. Hình như có tiếng chân của một bự kìa. Không lẽ bạn ấy lại gặp nạn. Tại con, mình quay trở lại xem sao. Không lẽ mình chết mà chưa được ăn bữa ngon sao? Thật ra mình không phải chết vì bữa ngon ăn thật, mà chết vì đá đè. Trời ngã quá trời, đá bay luôn kìa đứa. Nhanh lên cho to, nếu không một bữa sẽ nguy mất. Lên. May quá, nếu không thì đã đè bể bụng của mình rồi. Ừ, ghê quá, mình đi thôi. Chúng nó giận rồi kìa. Mình đi thôi hả bạn? Mình đi thôi. Các bạn ơi, chuyện gì vậy đó? Nên là mình quay lại cứu khủng long đi. Hả? Đúng nói gì vậy? Xem chúng nó ăn thịt mình rồi đó. Nhưng nếu khủng long con chết, ba và mẹ nó sẽ buồn lắm. Giống như ba và mẹ mình mất mình đó. Mình thấy đúng nói đúng đó. Nhưng cứu bằng cách nào? Mình có cách. Vậy mình quay trở lại nhanh đi. Cứu lắm con, mình tới đây. Trẻ biến hình thu nhỏ. Thank you.
Chết rồi, nó gục theo mình kìa đó. Tăng tác. Rồi, giờ sao đây? Giờ mình cho khủng long con trở lại như hình dạng cũ. Khoan đã. Làm gì vậy bụng bự? Mình lên xe cho chắc. Nếu không nó lớn lên mình chạy không có kịp. Bụng bự nhát gan quá à. Thôi nhanh đi, nếu bà mẹ nó tới thì mình chạy không kịp đâu đó. Ừ. Kẻ biến hình khủng long. Nhanh đi, nhanh lên. Hả? Lần này thì chết chết rồi. Nó không có ăn thịt mình. Hình như là nó cảm ơn mình đó. Thấy chưa, mình làm việc tốt mà. Hai bạn nhát quá à. À, cái gì vậy? Yeah. Tuy là hôm nay bụng bự có lỗi, nhưng mà bác cũng rất vui vì các con không chỉ giúp đỡ nhau mà còn biết giúp đỡ người khác khi gặp nạn. Bác rất tự hào vì các con. Con xin lỗi mẹ, tại con mơ game nên làm mẹ phải lo lắng. Bụng bự cảm ơn bác và hai bạn đã cứu bụng bự nha. Sau này con phải chăm chỉ học hành. Mỗi ngày chỉ được chơi game 30 phút thôi nghe chưa? Không chơi game luôn được không mẹ? Bụng bự sợ lắm rồi. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Thịt lên đây, thịt lên đây. Hai miếng hamburger nè. Tan giòn tan, tan giòn tan. Yeah, tới giờ ăn rồi. Đói ơi là đói luôn. Tà đa, món xà lách hôm nay trộn bông cải xanh. Ăn cho hết nha. Mẹ thấy bụng con tròn lắm rồi đó. Nên ăn nhiều rau củ cho tốt sức khỏe. Còn mẹ đi siêu thị ăn bún mắm với mấy gì đây? Xong rồi. Ứ thèm ăn rau luôn. Ai mà thèm ăn hamburger với rau chứ. Nhân danh bụng bự, con của mẹ bụng bự, ta chịu hồi ngươi. Quái vật hamburger, mau hiện diện và cho ta ăn hamburger tùy thích. Thành công rồi. Không ngờ bắt chước theo tivi mà cũng làm được. Hỡi kẻ đã triệu hồi ta, ngươi có mong ước gì? Hãy cho ta cái hamburger ngon nhất thế giới. Được, vậy tế phẩm của ta là gì? Nè, ta cho ngươi đặc sản xà lách trộn bông cải xanh. Trở mặt với ta sao? Triệu hồi ta lên đây chỉ để cho ta ăn rau à? Được lắm, sẽ lấy thịt ngươi ăn luôn. Ăn giỡn với ta, ta phải ăn thịt ngươi. Chết rồi, kỳ này mẹ mà về á là mẹ mình luôn á. Đứng lại, đứng lại. Ta phải ăn thịt ngươi. Đứng lại, đứng lại. Leo leo, còn lâu mới đứng lại. Có ngon thì đuổi theo ta đi. Ê bụng bự, hôm nay bị con gì cắn hay sao? Mày làm thể dục sớm vậy? Dạ lên. Ôi, 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 vô duyên vậy? Ủa sao mày chạy như thằng điên vậy? Bụng bự đừng có chắc, mà sao con hiếp bạn nó đâu? Mình cũng sẽ không gọi bạn là heo mập nữa. Hai bạn hứa đó nha. Mình hứa mà. Mình hứa. Mình cũng hứa.
vậy? Đúng rồi. Nhưng mà nó có chết đâu. Bông bự. Bông bự. Bông bự còn sống. Ủa, mà sao tụi mình ở đây vậy? Bạn không biết chuyện gì hả? Mình nhớ là mình đang chơi game trong phòng của mình mà. Bạn mê chơi game rồi ngất xỉu, rồi bị lạc ở trong game luôn đó. Tụi mình phải vào đây để cứu bạn đó. Ủa, vậy hả? Mình xin lỗi nha. Vậy giờ mình về nhà đi. Không có về được. Ủa sao vậy Đốm? Vì phải đeo chiếc đồng hồ này vào tay thì mới về được. Sao hai bạn có? Của mình đâu? Là thằng kia kìa. Hả? Vậy làm sao mà lấy? Mình có cách. Cách gì? Chúng ta có ba người. Hai người sẽ dụ khủng long đi chỗ khác, còn người còn lại sẽ đến đó lấy đồng hồ là được. Bạn thấy không? Đúng rồi. Nhưng ai sẽ là người dụ khủng long? Thì mình dụ bụng bự chứ sao? Không được, mình chậm chạp lắm. Đốm mà tay to, nhanh nhẹn, lại thông minh. Nên hai bạn dụ khủng long đi. Đúng là bụng bự, nhát gan con làm biến nữa. Sao lúc nãy hai bạn nói thương mình? Thôi được rồi, bụng bự nhớ là khi nào cầm được đồng hồ rồi ấn nút màu xanh là trở về được à. Mình biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Kẹo biến hình xe bay. Bạn đem được cả xe bay vào đây sao? Như vậy mới là đốm chứ. Vậy xe của mình đâu? Mình chỉ có 2 chiếc thôi, bạn không có đâu. Khỏi cần xe, hai con khủng long đi hết rồi, mình sẽ lấy dễ ẹt. Hai bạn về nhanh vậy? Đốm ơi, cứu mình với. Cứu với. Hôm nay bà sẽ dẫn cả ba đứa đi cắm trại cuối tuần nha. Hôm nay sẽ khác với mọi khi. Khác? Tức là sao hả ba? Hôm nay ba muốn mấy đứa hãy tự tay làm tất cả các công việc của một chuyến cắm trại, vì các con đã lớn, được không nào? Dạ được. Dạ. Dạ. Vậy bây giờ các con hãy tự phân chia công việc và bắt đầu đi nha. Dạ. Giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đi kiếm củi, lấy nước, dưỡng liệu. Mình làm biến đi, mỏi chân lắm. Vậy bạn ở nhà dựng liều nha. Ừ, vậy mình sẽ đi lấy củi, còn tay to đi lấy nước. Ừ, cũng được. Nhiều đầy đủ chưa ta? Thôi kệ, chắc đủ rồi á. Lấy nhiều sao mà khiêng nổi. Sao mà không thấy nước đâu hết trơn vậy nè? Hả, cái kia. Tự dưng bắt con gái đi lấy nước, thiệt là bất công quá mà. Nhiều đây là đủ rồi. Đốm, ta to. Đốm lấy củi xong rồi hả? Ừ. Sao chỉ có nhiêu đây vậy? Không có củi, nhiêu đây đủ rồi. Mà sao ta to lấy có chút xíu nước vậy? Nước xa lắm mà lại ít nữa. Mình đã cố gắng mới lấy được bao nhiêu đây đó. Thôi mình về đi. Bụng bụng. Hả? Cái gì vậy? Tụi mình đi lấy củi, lấy nước, còn bạn lại nằm ở đây ngủ. Mình Đúng rồi, củi đâu? Hết củi rồi nè. Mình lấy rổ trái cây nè, bao nhiêu đó được rồi. Sao mà chín được chứ? Bạn lười biếng quá à. Chỉ có mấy cây củi tàn hết rồi, không có thịt để ăn luôn nè. Bạn cũng vậy, có chút xíu nước, mình chưa rửa được một trái nào luôn nè. Hai bạn phụ mình đi, mình không biết dựng lều. Không, ai bị bụng bự làm biếng. Chết rồi, mưa tới. Các con có thấy chính sự lười biếng, tị nạn và không giúp đỡ lẫn nhau của các con đã gây hậu quả như thế nào hay chưa? Dạ, tôi có biết lỗi rồi. Đây là bài học cho tất cả các con, để sau này làm gì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình,
và đặc biệt là biết giúp đỡ lẫn nhau. Đó, mùi thơm quá đó. Thịt nướng. Có thể loài cá này tích khí ở trong người rồi nhờ đó bay lên hay không? Nhờ các ngươi mà ta đã tóm được trọn bầy cá voi bay này. Đồ xấu xa, nhà ngươi dám làm hại bầy cá voi, ta không tha thứ cho ngươi đâu. Không tha thì các ngươi làm gì ta? Để tình các ngươi dẫn ta tới đây, ta tha mạng cho các ngươi đó. Phải chặn bọn chúng lại. Kẻ nào dám chọi tuyết vào ta? Chính là ta, đỡ liên hoàn đạn tuyết nữa đây nè. Đó nè. Đạn tuyết do duyên mà dám chống lại Bazooka sao? Hài hước quá. Đúng, tới lúc rồi. Đó nè, tôi xấu xa. Các ngươi tưởng nhiêu đó mà hạ được ta sao? Đây mới là dứt điểm nè. Vừa thách vừa đố, vì có tiền nhà ngươi đỡ được quả cầu tuyết này luôn. Hai đứa ta xấu xa rồi. Cảm ơn các bạn. Ủa, ai nói vậy? Có phải bạn có dơi bay không? Đúng rồi, loài cá voi chúng tôi giao tiếp với nhau bằng sóng âm. Mất một lúc mới chỉnh lại âm tần để nói chuyện với các bạn được đó. Hay quá, cá voi bay quả thật là một loài rất thú vị. Cảm ơn các bạn đã trả chú cá voi con bị lạc đàn về cho chúng tôi, còn giúp chúng tôi hạ tên hải tặc nữa. Không có gì, nhưng mà các bạn có thể cho tôi hỏi một vài thứ được không? Làm sao mà các bạn lại bay được? Bây giờ thì chúng tôi phải di cư sang Bắc Cực ngay để lấy ánh nắng mặt trời đây. Xin các bạn hãy giữ kín bí mật về cuộc gặp với chúng tôi nha. Vậy là không biết được tại sao cá voi lại bay được rồi. Có những bí mật nên mãi mãi là bí mật đó mà. Thành công rồi, cắt được cục băng khổng lồ rồi. Cắt được cục này rồi làm sao nữa? Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi thiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh, biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn theo đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đường bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đúng, và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo, thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Thank you.
Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Thành công rồi, thành công rồi, trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, thành công rồi, yeah, trái đất đã được cứu rồi. Trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao trở thành công. À, cuối cùng cũng tới lứa thu hoạch rồi. Ba làm nhà khoa học mà sao ba trồng cà chua thua bác bò vàng nữa. Con nói vậy là sao? Sao lại như vậy? Bữa hổm á, đốn qua nhà bác bò vàng, thấy bác có nguyên vườn cà chua chín đỏ rực luôn, mà trái thiệt là to. À, ba hiểu rồi. Có chuyện gì hả ba? Có lẽ bác bò vàng đã dùng thuốc tăng trưởng cho nên trái cà chua mới to như vậy. Thuốc tăng trưởng là gì? Là thuốc rất độc. Nếu ăn những thực phẩm có chất này sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Thì ra là vậy. Thôi, chúng ta đi hái cà chua đi con. Tuân lệnh ba. Mưa tới hay là cái gì vậy? Là cho cháu đó ba. Trời đất, sao mà nó to quá vậy? Nè, các ngươi định làm gì vậy? Lũ châu chấu đáng ghét. Nè, lũ châu chấu kia, đây là vườn cà chua của ta. Các ngươi mau biến đi chỗ khác, nếu không thì phải trả tiền bồi thường đây. Ba, ba có sao không? Ba không sao. Chúng nó hung hăng quá. Mình phải làm sao bây giờ hả ba? Bọn này chắc chắn đã ăn trúng thuốc tăng trưởng nên mới lớn như vậy. Thuốc tăng trưởng? Là thuốc mà bác bò vàng xịt vào trong vườn của bác á hả ba? Ừ, có thể là bác bò vàng đã xịt trúng nó, làm cho nó lớn lên như thế này. Vậy làm sao hả ba? Nếu không á, chúng sẽ tàn phá hết rau xanh của chúng ta á. Điều này ba vẫn chưa nghĩ ra. Con tưởng ba là nhà khoa học, cái gì ba cũng biết hết chứ. Thôi, chỗ này hết rồi, ta đi chỗ khác đi tụi bay. Đại ca, em thấy cà chua ở đây ngon quá. Nhưng có còn miếng nào nữa mà ăn? Ý em là sao chúng ta không bắt lão kia về trồng cho chúng ta ăn? Ăn mấy chỗ kia thuốc trừ sâu không à, em bị đau bụng mấy lần luôn á. Ý kiến hay, ta sẽ bắt ông ta trồng thật nhiều rau sạch cho chúng ta, để chúng ta ăn từ từ. Đi thôi. Cái gì vậy? Cái gì thế này? Ba! 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 Đơm! Đơm! Cứu ba! Ba hả? Trả ba lại cho ba! Chết rồi. Có sao không Tây To? Hai bạn làm cái gì vậy? Mình lấy quyển sách này. Nó rớt. Cách chế tạo pháo Tết. Chế tạo pháo Tết. Đúng, không được phép chế tạo pháo đâu đúng. Sẽ bị ăn đòn đó. Mình chỉ chế tạo để đốt chơi thôi mà, đâu có bán đâu. Không làm thì để mình với đốm làm. Hai bạn không nghe lời mình, có chuyện ráng chịu đó nha. Chuyện gì chứ? Tai To nhát quá. Tai To về chơi may quần áo cho búp bê đi. Đúng vậy, con gái thì chơi vậy thôi. Hai bạn không thèm chơi với hai bạn luôn.
sẽ làm thật nhiều pháo để Tết đốt ha. Ừ, mình sẽ đốt pháo cho sướng luôn. Mà làm lâu vậy không biết có kịp không nữa. Tranh thủ thôi, ba mình về mà thấy á là sẽ tịch thu hết á. Chúng ta mới làm được con viên à. Đếm. Chuyện gì vậy Bông Bự? Viên pháo mất tiêu rồi. Sao lại mất được? Chắc nó rớt đâu đó thôi mà. Nó kìa Đếm. Đâu? Viên pháo lý lắc này. Hai con thấy thế nào? Tại sao hai đứa đã biết là chế tạo pháo là sai mà vẫn làm? Dạ, con biết lỗi rồi ba. Con không dám nữa đâu ba. Cũng may là chỉ có một viên, nên hai đứa và phòng nghiên cứu của ba mới còn nguyên. Chứ nếu không thì... Hả? Có lẽ không đơn giản như thế này, phải không hai đứa? Như vậy tiêu rớt chúng không có nhiều đâu, coi mình nè. Không muốn kêu con quái vật râu xanh lên chút nào. Râu không thôi là đã đáng sợ rồi, quái vật râu xanh nghe thôi là đã kinh dị luôn á. Thôi kệ, chơi tới luôn. Miệng có thứ đánh nhau với con ngoài kia là được rồi. Nhân danh Bụng Bự, bạn thân của Đốm và Tay To, ta chịu hồi ngươi. Thích con gì thì lên con đó đi, ta không quan tâm. Miễn không ý quên, miễn mạnh là được rồi. Hả? Con biết Bụng Bự đã xong chưa? Con xong rồi, mang cái cửa luôn rồi. Kỳ này ba mẹ giờ là nát đít luôn. Lạc quan lên, ít nhất thì mình cũng không bị ăn thịt bởi một cái bánh hamburger nhảy tưng tưng trên đường. Chịu thua đi tên kia, thứ nhiều dầu mỡ như ngươi không thắng ta đâu. Nhiều dầu mỡ nhưng mà ăn ngon, ai rồi cũng phải béo phì mà thôi, nói nhiều làm gì. Đồ trơ trẹt. Mì làm nhiều mì ngon lắm, cái độ tinh bột lúa mạch. Ủa, hình như cái đá tốt mà. Tớ không quan tâm, ăn ngon là được rồi. Ăn rồi nhanh hoài, hiền chi cái bụng tròn quay. Mày múc béo phì cho mà coi. Tụi bay ồn ào quá, ăn thật tụi bay luôn. Nhất trí, xử lý tụi nhiều chuyện rồi cắn lộn tiếp. Rồi, yeah. Chị ơi, cô cây Mentos, cái đó là vũ khí sinh học của học sinh. Tất cả cúi xuống, bom cô cây Mentos hủy diệt đây. Yeah. Chết rồi, mấy cái cánh cửa nhà hư rồi. Điều kinh dị nhất là khi ba mẹ về nhà. Mềm mình là nát đến luôn á. Ê, mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên, nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á. Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ.
tầm bậy nè. Sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cái bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán. Đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hả? Không ngờ miệng mình linh như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nói nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi, mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi. Thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị quả lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm. Canh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng, bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao được? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Là hy sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới khu trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng. Và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều. Là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Lạnh như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh ở nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa. Nên mình sẽ dùng natri acetat. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetat là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à.
cảnh tuyệt đẹp. Hả? Đúng là xứ sở thần tiên. Cuối cùng chúng ta cũng đến được xứ sở thần tiên rồi. Cảnh đẹp như vậy, ước gì mình có máy chụp hình để chụp lại. À, có thiệt luôn hả? Hay quá, vậy để mình thử xem sao. Ước gì con có một đôi bông tai thiệt là đẹp. Có luôn kìa. Vậy là nơi đây mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Đúng là ly kỳ mà. Vậy chúng ta tha hồ ước đi. Không được không được. Tại sao vậy Đốm? Ba mình nói nơi xứ sở thần tiên này mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Tụi mình biết điều đó rồi. Nhưng nếu bạn ước một điều thì bạn sẽ bị một lời nguyền. Lời nguyền? Lời nguyền đó là gì? Mình cũng không biết nữa. Lời nguyền gì cũng được, nhưng mình đói lắm rồi. Hãy cho mình thật nhiều bánh su kem. Ôi ngon quá à. Mình nói mà hai bạn không nghe, có chuyện gì thì đáng chịu đó nha. Con quý khai. Ngon đó. Ôi no quá. Ai kêu bạn ăn quá trời luôn. Mình không đi nổi đâu. Hay mình ngủ tí thức dậy sẽ đi tham quan. Lại ham ngủ. Bụng bự. Mình không đòi bụng bự được. Trời tối làm sao tham quan. Đốm ơi Đốm, bạn đâu rồi? Đốm ơi. Đốm ơi Đốm, bạn đâu rồi? Cô bé đang yêu. Ta đói quá. Ôi bà lão đáng thương quá. Ta đói quá. Con có cái gì cho ta ăn không? Ôi, con phượng hết cái bánh rồi. Đã mấy ngày nay ta không có gì ăn nên ta đói quá. Đây là xứ sở thần tiên, chỉ cần bà ước là sẽ có thức ăn ngay mà. Nhưng mà ta đã sử dụng quá nhiều nên bây giờ không ước được nữa. Vậy nếu không có bánh, vậy con có thể ước giúp ta một ít thức ăn để ta ăn mà có sức đi ra khỏi khu rừng được không? Dạ không được đâu. Sao vậy cô bé? Nếu cô ước bánh cho bà, cô sẽ bị một lời nguyền. Không được, thôi con đi đây. Đốm ơi, bạn đâu rồi? Đốm ơi Đốm. Lời nguyền sẽ bắt đầu từ cô bé này. Bắp tới rồi, bắp tới rồi. Đòi mình nặng như cái lu vậy. Trời ơi, đau lưng quá. Bưng nặng như vậy, phải để bụng bự bưng mới đúng á. Thôi, phàn nàn hoài. Mình đem bắp tới rồi nè. Sắp được đổ bắp rang ăn rồi. Ê Đốm, Đốm, lại đây coi nó ghi cái gì nè. Lạ lắm. Hàng cam su dân. Là sao? Ghi gì mà không có dấu. Khó đọc quá trời luôn á. Chắc là hàng cam sử dụng. Tức là hàng này là sản xuất từ Campuchia đó. Có lý. Hồi trước ba mình có từng qua Campuchia chơi đó. Có khi nào là hàng cấm sử dụng không ta? Thôi kệ, nổ bắp rang ăn đi. Hàng nước nào cũng vậy à. Thấy mấy cà bắp bụng bự làm việc hiệu quả không? Trời ơi, làm gì vậy? Tuyệt chiêu hay đó. Mấy cà bắp bụng bự, thêm bơ vô đi. Yêu ơi, hai ông con trai ở giờ thì uống. Ở giờ sống lâu mà, đúng không Đốm? chín chưa, bắt nổ chưa? Đợi xíu đi, gần nổ rồi. Bắt nổ rồi, chuẩn bị ăn được rồi. Mọi người mau xuống đây. Chúng tôi yêu quý bắp rang. Chúng tôi sinh ra để thống trị loài người. Liên minh bắp rang thống trị loài người. Có ăn được không? Ăn cái đầu bạn á. Xông lên anh em. Chúng nó đòi ăn cả chúng ta kìa. Tấn công. Đau quá.
đi. Làm căn cứ là bạn đã đầu tiên để chiếm lấy thế giới. Tiểu rồi, nhà bị chiếm rồi. Một lát ba mẹ già ông biết nói sao luôn á. Vậy dùng chữ trên nồi là hàng cấm sử dụng đó. Có lý. Nhưng mà chúng ta cũng phải giành lại nhà từ tay bọn chúng. Được lắm. Kế hoạch là chúng ta sẽ loại từng tên một, không cho chúng có cơ hội hợp tác với nhau. Bánh mì gạo còn phết mật ong nữa chứ. Thành công rồi. Các bạn nhớ đừng làm chuyện này ở nhà nha. Cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Xong một tên còn bốn tên nữa. Được, thừa thắng xông lên. Có chân. Thêm một tên nữa rồi. Còn lại ba tên thôi. Lần này là ba chọi ba. Chúng ta sẽ tấn công chính diện luôn. Bọn liên minh bắp rang kia, đầu hàng đi. Bọn ta này giữ đồng bọn với các ngươi. Đúng rồi, nếu các ngươi không đầu hàng, ta ăn hết hai tên này luôn đó. Bạo lực quá. Nhưng mà bạn ta làm thiệt đó. Nhìn cái bụng là biết rồi. Trời ơi, các ngươi to gan lắm, dám đe dọa cái liên minh bắp rang này à. Anh em đâu, tấn công. Bộ tưởng bọn ta tay không bắt giặc hả? Không chuẩn bị gì mà bước vào đây sao? Bụng mượn tay to, xuống nước tiến lên. Khống chế được các ngươi rồi. Không, cho các ngươi dám tấn công anh em của ta. Đây là hình dạng cuối cùng của ta. Liên minh nhập là một. Chiều này của các ngươi đi tắm mát cho ta thôi. Chết rồi, nước không có tác dụng với hắn nữa.
Các ngươi có không mau đầu hàng? Thôi xong rồi, kỳ này tiêu chắc. Có chết mình cũng phải cạp tụi này một miếng. Thả ra, thả tay ta ra. Có khách rồi. Thả ra. Bố mở, đẩy hắn vào đây nè. Cuối cùng cũng bắt được hắn rồi. Hắn bị thu nhỏ trở lại thành hạt bắp rồi. Yeah, thành công rồi. Trời ơi, chuyện gì vậy Đốm? Dạ, tụi con... Để nhà cho liên minh quậy phá như mấy đứa là không ổn. Dọn dẹp nhà ngay. Không có tiếng gì mà cứ ú hoài. Khó chịu ghê, không ngủ được cái gì. À, ba mẹ ơi, có con mắt khổng lồ ngoài cửa sổ. Sao vậy con? Sao vậy? Đâu? Đâu? Hồi nãy con thấy ở cửa sổ này có phải hay không? Dạ đúng rồi đó ba. Con mắt khổng lồ kêu nữa. Một con cá voi bay đó nhà mình ơi. Hả? Cá voi mà cũng biết bay hả ba? Đúng rồi, loài này cực kỳ hiếm, rất ít cá thể được phát hiện ở trên thế giới này. Vậy là nhà mình may mắn lắm. Vì sao cá voi này bay được vẫn còn là một bí mật. Dạ, bây giờ chúng ta có cơ hội khám phá bí mật này rồi. Yeah! Ủa? Răng cá voi đâu ba? Bong bóng mắt cho cái gì mà nhìn lại ghê á. Cá voi xanh là loài không có răng xương. Sụn của cá voi tạo thành răng lược để lọc thức ăn thôi. Chắc là vừa ăn vừa bay nên mới bị dướng bong bóng vào miệng đây nè. Vậy để con gỡ bong bóng ra cho cá voi nha. Ta là hải tặc bò tót, các người mau vào cùng cái giò đó cho ta. Mắc cười, mặc đồ hải tặc mà đi thuyền thúng. Kệ ta, thuyền lớn vượt đèn đỏ bị giam rồi. Các người không vào con cá mà còn lóc cá với ta. Đừng hòng ta giao cho các người. Được, vậy ta sẽ tự tay lấy. Rồi ta sẽ quay lại. Hải tặc thuyền thúng chạy rồi hả? Lẹ ghê ha. Phát còi cảnh sát từ cái loa mà chạy mất tích à. Nhưng mà để bé cá voi ở nhà mình hoài cũng không ổn đâu. Lỡ kẻ xấu như tên bò tót hồi nãy bắt được thì càng không ổn. Vậy cho cá voi con ở nhà mình đi ba mẹ. Dù sao thì bạn đó cũng bay về nhà mình được mà. Tạm thời vậy đi. Vui quá là vui. Trời ơi, tìm quá trời tìm mà không biết loài cá voi bay này sống ở đâu hết. Trái đó có 7 châu lục và 5 đại dương. Bạn sống ở đâu hả cá voi bay? Là Nam Cực. Đúng rồi, là Nam Cực. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ?
Ủa, mà sao lại là Nam Cực hả ba? Nam Cực khác Bắc Cực chỗ nào? Nam Cực và Bắc Cực là hai cực của trái đất. Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều, và Nam Cực cũng không phải là lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Cho nên, việc loài bí ẩn như cá voi bay sinh sống tại đó là hợp lý. Vậy mình chả biết cái do gì với gia đình ở Nam Cực đây ba mẹ. Hợp lý, nhà mình đi Nam Cực bằng máy bay nha. Yeah. Không uổng công trình nãy giờ. Bây giờ thì ta có thể hốt trọn ổ nhà cá voi bay rồi. Lạnh quá xa lạnh luôn. Chỉ có cá voi là vui vẻ với thời tiết như thế này thôi. Nam Cực rộng như vậy, biết tìm gia đình của cá voi con ở đâu đây? Bây giờ thì mình có lý do để bị dí chung rồi. Yeah. Mình không ngờ là mấy bạn chia lại vậy luôn á. Chúng ta không có cách nào để đánh lại nó đâu. Nó bá đạo quá à. Miệng bự mà răng cũng bự nữa. Hay là mình nghĩ cách ăn thịt con quái vật đó luôn đi. Dù sao nó cũng là hamburger mà. Mà mình á thì cũng thích hamburger. Hamburger không rau luôn á. À, có khách rồi. Bạn phải kêu thêm một con quái vật nữa để đánh nhau với nó. Chỉ có cách này thôi ạ. Đúng rồi, thiên địch của thức ăn là rau xanh. Đi nhanh, không còn thời gian nữa đâu. Muốn ăn bụng bự đâu có dễ như vậy. Hai ta tự thủ với người. Sống lên tới to. Lên. Lên. Yeah. Ô, đẹp lắm. Bụng bự ơi. Tay to ơi. Tay to ơi.
nhện mẹ nghe thấy bây giờ. Chết rồi, dính quá. Gỡ xuống kia gì bây giờ? Đốm có lửa đó không? Xài thử đi. Đúng rồi, mình có nhặt được cái hộp diêm ở sân bay. Cháy rồi, cho thêm hai que nữa. Cháy mạnh luôn. Cháy nè, cháy nè. Chạy thôi, trước khi nhịn mẹ tới. Cái lưới bự cỡ đó thì không biết con nhịn bự cỡ nào luôn á. Nhìn tôi vậy chắc là ngon lắm. Bạn đâu cần cái dành ăn vậy đâu đớm. Con quen một bụi kìa. Ở trong rừng á, đừng có ăn trái cây lạ, lỡ có độc rồi sao? Ha, nhưng mà đói bụng quá trời. Nhìn trái tươi như vậy chắc là ăn không sao đâu. Thôi ăn một hai trái. Trái rừng không có phun thuốc trừ sâu, có khi sạch sẽ hơn ngoài chợ nữa. Không được, lỡ ăn chúng trái cây có độc thì đào đâu ra thuốc đau bụng. Nhưng mà mình có cách để hết đói. Cách gì? Bạn có đem theo đồ ăn hả? Cách tốt nhất là theo dõi động vật sinh sống ở đây. Nếu chúng ăn được thì mình cũng ăn được. Đó, trái đó ăn được đó. Trời tối rồi. Ai đó? Ai đó? Ai đó? Ai đó? Thì ra là bọn búp bê này. Cái này là quan trọng nhất. Nếu không tay to nghỉ chơi với tụi mình luôn. Đúng là bạn tốt, không phụ vác cái gì cả. Đứng lại đó, ai cho các ngươi mang đồ chơi về? Bóng đèn đánh cắp đồ chơi đây hả? Ngươi đã đánh cắp đồ chơi của các em nhỏ. Trẻ em không được chơi những đồ chơi này. Mau đưa đây cho ta. Đưa cho hắn đi đớm. Không được, hắn là kẻ xấu. Chính các ngươi là kẻ xấu. Hôm nay nếu không đưa đồ chơi lại đây, các ngươi đừng hòng về đại đức. Để kẻ này cho mình đi đó. Được thôi. Hắn nhanh quá. Phun lửa. Phun nước đi khủng long. Súng quá nhanh. Sao, các ngươi còn chiêu gì nữa không? Hết rồi. Giờ tới lượt ta. Chúng mệt quá à. Chỉ có vậy mà dám lên đây lấy đồ chơi à? Các ngươi đúng là tiếp tay cho kẻ xấu mà. Không phải sao? Ngươi đánh cắp hết đồ chơi ở thành phố, làm cho các em nhỏ không có đồ chơi. Ngươi là kẻ xấu. Các ngươi không biết gì hết. Ta đang giải cứu cho các bạn nhỏ. Giải cứu gì chứ? Những đồ chơi này là đồ chơi độc hại, có tẩm độc làm hại các em nhỏ, nên ta mới lấy về đây để tiêu hủy. Có chuyện đó sao? Ngươi không biết đồ chơi này từ những kẻ xấu ở hành tinh Cà Tưng mang đến bán rất rẻ để đầu độc trẻ em trái đất sao? Sao? Ngươi đánh cắp bạn khủng long, bạn ấy không phải là kẻ xấu mang đến bán đâu.
Cả người khủng long không có chất độc, nhưng bóng đen trên đầu hắn là thiết bị của hành tinh Cà Tưng. Thì ra ba đốm xài đồ Cà Tưng. Vậy để mình nói với ba mình làm một đợt kiểm tra để loại bỏ những món đồ của Cà Tưng. Không cần đâu, các bạn hãy cầm thiết bị này về trái đất, các bạn sẽ dò ra được những đồ chơi độc hại. Vậy thì hay quá. Vậy chúng ta về trái đất để làm liền đi. Chết rồi, vì sợ người Cà Tưng phát hiện, ta đã phá hủy cầu ánh sáng rồi, không còn đường tắt để về. Hả? Cái gì? Mình chỉ nói chơi thôi, chứ các bạn đi về đi. Tưởng không về được nhà rồi chứ. Giờ mình chơi gì hả Đốm? Hay là mình chơi đá banh đi? Mình không chơi trò này đâu, trò này của con trai mà. Vậy bạn muốn chơi gì? Mình chơi săn bắt cướp đi. Trời, trò này mà con gái hả? Mình làm công chúa xinh đẹp bị bắt cóc, bụng bự và Đốm đi giải cứu. Mình muốn chơi đá banh thôi. Một người muốn chơi đá banh, người muốn chơi bắt cướp, vậy thì sao? Không hay, quản tụ tì đi. Ai thắng sẽ chơi trò của người đó. Ừ, được đó. Thôi thôi, như vậy thì không có đã. Vậy chứ sao? Giờ hai bạn, ai hái được trái ổi trên cây đó trước cho mình ăn thì coi như người đó thắng. Bụng bự khôn quá hen. Được thôi, mình lấy đá ném cho lẹ. Chúng nè. 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 Chúng nè. Hả? Sao không chúng vậy nè? Được rồi, xem đây. Hãy xem đây. Hả? Chết rồi. Làm sao bây giờ? Tranh thủ ba mẹ của Đốm chưa về, trốn thôi. Vậy mình phải làm sao? Sao mà gió dữ vậy không biết? Ủa, sao cửa sổ lại mở như vậy? Ba sao vậy? Trời ơi, anh ơi, anh sao vậy? Cánh cửa nó bị hư, cho nên anh... Con xin lỗi ba. Sao con lại xin lỗi? Chính con là người làm hư cửa sổ, nhưng con lại giấu. Con thiệt là... Con xin lỗi ba mẹ. Con biết con làm như vậy là sai không Đốm? Dạ con. Nếu như con nói ra thì ba con đâu có té như vậy chứ. Thôi anh không sao đâu, nhưng đây là bài học cho con. Sau này nếu có làm hư đồ đạc gì, con phải nói để ba mẹ sửa, không được giấu gây nguy hại cho mình và người khác, nghe chưa? Dạ con biết lỗi rồi. Mà anh đè lên cái gì đau quá. Thì ra là trái ổi. Trái ổi. Tao tao bụng bự ơi, mình hái được trái ổi rồi nè. Thì ra là cả ba đứa nó cùng gây nên chuyện này. Hôm nay mình sẽ thắng bạn nha, mà coi cũng dám đâu. Chào đó, mà sao Đốm tới lâu vậy ta? Phải tập thể dục buổi sáng thì mới khỏe được chứ. Bụng bự, tay to, mình tới rồi nè. Trời ơi, đẹp má cháy luôn ta. Bạn có đồ đẹp quá. Mẹ mình mua cho mình đó. Mình sẽ mặc để đó ông già Noel đem quà tới cho mình. Sao bạn biết ông già Noel sẽ mang quà đến cho bạn? Ba mình nói vậy á. Năm nay mình ước ông già Noel sẽ cho mình một chú gấu bông. Còn mình thì muốn một chiếc bánh thiệt nhiều kem. Mình thì muốn một bộ đồ chơi điều khiển. Vậy ai cũng có quà rồi. Vui quá. Chuyện gì vậy bún bự? Ông già Noel có nhiều quà vậy mà chỉ cho mình có một món à. Phải chi ông ấy cho mình nhiều quà ha. Ông ấy còn đi phát cho những bạn khác mà. Đúng rồi đó bún bự, bạn đừng có tham lam quá. Không phải, ý của mình là... Là sao chứ? Ý mình là nếu như ông già Noel ngày nào cũng mang quà đi phát cho các bạn nhỏ thì hay quá ha. Làm sao được?
Đừng có cách này. Cách gì? Chúng ta sẽ bắt ông già Noel lại. Bắt để làm cái gì? Giữ ông già Noel lại để mình bắt ông ngày nào cũng phải phát quà cho các bạn. Ý kiến hay đó, có được không? Được chứ sao không? Nhưng mà cách nào? Mình mua những thứ này chi vậy Đom? Chúng ta sẽ bắt ông già Noel lại. Nhưng mà cách nào? Không hiểu gì hết trơn á. Một lát nữa ông già Noel sẽ trèo qua ống khói nhà mình. Mình phục kích ở đây để bắt ẩm đúng không? Đúng rồi. Liệu có được không? Được mà. Ông già Noel đến rồi. Chuẩn bị thôi. Mình thấy sợ quá à. Bây giờ mình làm gì nữa đó? Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Hả? Mình nghe nói ông và Noel chỉ đến khi những đứa trẻ đã ngủ, còn nếu thức thì sẽ không đến. Đúng rồi, mình cũng nghe nói vậy. Vậy mình đi ngủ liền đi. Giấy, giấy. Cái gì vậy? Không phải ngủ ở đây. Chúng ta phải vào phòng ngủ. Đi thôi. Ông già Noel đến rồi. Kỳ này mình sẽ có nhiều bánh để ăn rồi. Còn mình sẽ có nhiều búp bê. Hả? 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 Cứu ba ơi. Ơ, ba. Sao ba lại ở đây? Sao ba lại giả làm ông già Noel? Vì ba muốn con trai của ba vui. Ba muốn mang quà tới cho con. Vậy ông già Noel đâu bác? Thực ra ông già Noel chỉ là sự tích. Còn ngày nay á, những người tốt bụng sẽ mặc đồ ông già Noel để đi phát quà cho những đứa trẻ nhỏ mà thôi. Vậy mà con cứ tưởng. Nhưng mà sao con lại làm cái bẫy này hả? Dạ tụi con muốn bắt ông già Noel. Sao tụi con lại muốn làm việc xấu như vậy? Vì ông già Noel chỉ đến đây Giáng sinh. Như vậy những ngày khác tụi con sẽ không được quà. Nhưng con có biết làm như vậy là xấu hay không? Tại tụi con chỉ muốn có nhiều quà cho các bạn nhỏ ngoài kia. Các bạn tội nghiệp lắm. Đúng rồi đó bác. Tụi con không phải muốn lấy quà cho tụi con không đâu. Các con biết nghĩ cho người khác như vậy là tốt lắm. Nhưng mà bắt người là không nên. Dạ con biết sai rồi ba. Ba có ý kiến như vậy. Sao hả ba? Hôm nay ta sẽ cùng các con mang quà đến tặng cho các bạn nhỏ không có đồ chơi, được không? Dạ được. Hay quá, hay quá. Vui quá. Nhưng mà tụi con có quà không bác? Tất nhiên là đứa nào cũng có. Vui quá. Vui quá là vui. La 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 la. Vui quá. Vui. Ta thể được buổi sáng. Một, hai, ba. Hít thở. Hít thở. Hít thở. Thôi, như nói được rồi. Tập nữa đi đó. Ờ, mới tập có chút nghỉ rồi sao mà khỏe, mà cao được chứ. Đúng rồi, tập ít sao cao được như bụng bự chứ. Thôi nha, đừng có chọc mình nha. Mình giỡn chút thôi mà. Mà hôm nay trời lạnh quá, mình không tập nữa đâu. Sắp Noel rồi đó, nên trời lạnh. Mình thích Noel lắm. Trời lạnh gần chết, có vui gì đâu. Sao không vui chứ? Năm nào mình cũng được ông già Noel tặng quà hết á. Mình cũng vậy. Mình không có được tặng gì hết á.
Ủa sao kỳ vậy? Mình nghe nói tới Noel là ông già Noel sẽ chui qua ống khói lò sưởi vào nhà để tặng quà cho tụi mình đó. Ê ê, có khi nào là tại nhà của đốm không có ống khói không? Có thể lắm đó. Ôi trời, trời đang mùa đông mà sao nhà mình lại nóng như vậy? Đốm, sao lại có cái lò sưởi trong nhà như vậy? Dạ, để sưởi ấm đó ba. Con trai à, ở nước mình mùa đông á chỉ hơi hơi lạnh thôi, đâu cần lò sưởi con. Chỉ cần mặc chút áo ấm là được rồi. Đốt lửa như vậy vừa nóng, vừa dễ bị cháy nhà nữa. Thôi dẹp đi con. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Không có lò sưởi rồi... Thì sao hả con? Thầy... Dạ, không có lò sưởi thì sao? Có ống khói. Có ống khói để làm gì? Dạ, để ông già Noel chui vào tặng quà cho con. Chỉ vì con muốn ông già Noel tặng quà cho con nên con đã gắn ống khói đó. Dạ. Con trai của ba, nhất định năm nay ông già Noel sẽ đến tặng quà cho con. Thiệt hả ba? Ừ, thật. Vui quá. Vui quá. Ủa, mà sao ba biết ông già Noel sẽ tặng quà cho con? Thì con ngoan, và nhà mình có ống khói rồi. Vậy là ông già Noel sẽ chui vào ống khói đúng không ba? Ừ, ông già Noel sẽ chui qua ống khói đem nhiều quà cho con và những đứa trẻ khác nữa. Hay quá ba ơi, hay quá. Kẻ đánh cắp đồ chơi kìa Đốm. Giờ mình làm gì nữa Đốm? Theo dõi thiết bị của ba mình thì biết được khủng long đồ chơi đang ở đâu. Mau đi, để mình xem coi khủng long đồ chơi đang ở đâu. Cái gì? Sao Kim hả? Sao mà sai dữ vậy? Mới đây mà hắn về tới Sao Kim rồi. Sao nhanh vậy? Để mình xem đường đi của hắn. Có cây cầu bắt được trái đất đến Sao Kim sao? Chuyện này mới nghe nha. Giờ sao đó? Thì mình đến đó để xem hắn là ai mà lại đánh cắp hết đồ chơi. Mình đi với... Bụi bụi dám đi luôn hả? Ừ, mình muốn xem hắn là ai mà có thể nhanh hơn mình. Mình không tin lại có người nhanh hơn mình. Đúng! Bạn đi nhanh như vậy thì làm sao mình chạy kịp? Đi thôi. À, à, đúng là cảm giác mạnh mà. Bình tĩnh đi bụng bự. Sợ quá à. Sao nước ở đâu? Ướt người mình hết rồi nè. Mình nói ở đây như vậy nhưng đem khỏi Sao Kim là nó thành đất hết á. Vậy hả? Mình đi tìm đồ chơi thôi. Hả? Thì ra chúng nhốt đồ chơi ở đây nè. Nhưng làm sao để cứu đồ chơi? Mình sẽ đánh thức khủng long dậy để... Bằng cách nào? Nó ngủ chèo queo luôn rồi kìa. Xem nè. Ô, hay quá, hay quá. Ai đó? Hả? Hả?
Đội máy bay giấy tấn công. Lúc đi, mũi của máy bay giấy chết đâu luôn á. Chết là xưa rồi. Xem tao mới nâng cấp nè. Máy bay giấy, thả bom đi. Thấy sự đại hại của chùm xếp giấy chưa? Được lắm, đến lúc phản công rồi. Cảnh sát Kim Lệ Ba, trời ơi, tiêu đội máy bay của mình rồi. Đầu hàng đi bụng bự. Còn khoe, ra đi vũ khí bí mật. Dán rất nhiều giấy lại để gắn chiếc siêu máy bay này đó. Mình xếp lại thằng nhỏ quá, không thể đấu lại rồi. Bình tĩnh, chúng mình cũng có hình xếp khổng lồ mà. Ra đi, chim hạt khổng lồ. Ở đây chật quá, ra ngoài sân rộng hơn đánh đi. Chơi luôn, ra ngoài sân bay chơi cho đã. Mình nhất định sẽ không chịu thua đâu. Xông lên. Thôi chết rồi, trời mưa. Trời mưa thì giấy sẽ ướt hết. Lạc rồi. Tại bạn không đó. Tại bạn thì có. Còn cãi lộn nữa là khỏi ăn cháo gà luôn nha. Bụng bự với đốm là vậy đó bác. Búp bê đâu rồi? Chuyện gì bạn khóc vậy tay to? Mình bị mất búp bê mẹ mới mua rồi. Sao bạn lại làm mất? Không phải mình làm mất. Mất mà không phải là mất là sao? Không hiểu gì hết trơn á. Là mình bị kẻ xấu lấy mất búp bê. Kẻ xấu? Em bé xinh của chị, em thiệt là dễ thương. Búp bê đâu rồi? Đúng như nghe ba nói là có rất nhiều đồ chơi trong thành phố bị đánh cắp á. Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Mua một tặng một. Đồ chơi đại hạ giá đây. Ôi, chuyện gì vậy? Tất cả đồ chơi của thành phố đã bị đánh cắp hay sao? Ôi, ai mà ghê vậy hả Đốm? Đốm không biết nữa. Đốm với ba đang điều tra nè. Mình không biết đâu. Hai bạn phải tìm lại búp bê cho mình. Nếu không, mình sẽ không chơi với hai bạn nữa. Ủa? Gì kỳ vậy bụng bự? Đúng là con gái mà. Nhưng mà nhất định Đốm sẽ điều tra ra chuyện này mới được. Mình cũng muốn biết ai đã lấy đồ chơi của thành phố như vậy nữa. Bà đã lắp được một thiết bị theo dõi vào trong chú khủng long đồ chơi này. Nếu bóng đen đánh cắp khủng long thì con sẽ biết được những đồ chơi khác đang ở đâu. Con cảm ơn bà. Hay quá, hay quá. Vậy là chúng ta sẽ tìm được đồ chơi cho các bạn nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ bóng đen đó quay trở lại để chọn con khủng long đồ chơi.
có khi nào nó quay trở lại nó không chồng khủng long con mà bắt mình vì đẹp như búp bê không? Hả? Mình nói chơi thôi mà. Kẻ đánh cắp đồ chơi kìa Đốm. Hôm nay chúng ta chơi trò trốn tìm không gian nha các bạn. Là sao hả Đốm? Có vậy mà cũng không biết nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ lái xe bay trốn mấy cái mình sao? Bụng bự quả là thông minh nhất hành tinh luôn. Yeah. Rồi, 1, 2, 3. Đốm thôi. Vậy mình trốn thôi. 5, 10, 15, 50, 5. Trốn vậy là đốt hết đêm được rồi. Bảo đảm á là đốm không tìm ra. 95%. Trời, trốn nhanh dữ vậy. Nhưng sao trốn được mình? Yeah, kính nhìn xuyên vũ trụ. Bụng bự nấp sau tảng đá đã bị bắt. Ôi, sao mà đốm thấy được mình vậy chứ? Đại to nấp sau bụi cây. Yêu ơi, sao đốm hay vậy? Sao đốm thấy được tụi mình? Vậy mới hay. Chắc chắn là nhờ cái kính này rồi. Vậy mà tưởng hay lắm. Ủa, cái gì vậy tay to? Mình không biết, mình nhặt được ở trên kia. Thơm quá, nhìn ngon quá. Ơi, đừng ăn mà. Sao vậy Đốm? Ba mình nói cháy lạ, mình không biết thì đừng có ăn, còn chừng có độc đó. Ba bạn lo xa quá, trái này vừa thơm vừa ngọt nữa. À, sao bạn ăn vậy? Nhưng bạn cũng chưa rửa sạch ra ăn, còn không gọt vỏ, lỡ người ta xịt thuốc hay ngâm thuốc thì sao? Bụng bự tỉnh rồi hả? Con bị làm sao rồi hả bé? Con ăn phải trái cây có độc, cho nên con mới bị như vậy. Nhưng mà con yên tâm đi, bác đã bào chế được thuốc giải cho con rồi, hai hôm nữa sẽ hết thôi. Dạ, con cảm ơn bác. Nhớ là sau này thấy trái gì hay là cây gì lạ chưa từng ăn thì phải hỏi người lớn rồi mới được ăn nghe chưa? Chưa biết rõ nguồn gốc của nó, ăn rất là nguy hiểm đó con. Chưa kể là bà ấy còn không chịu rửa nữa đó bác. Dạ. Ê, con làm ăn, con hối hận lắm rồi. Chơi một mình buồn quá, mình qua nhà tay to chơi thôi. Đó, con đi đâu đó? Dạ, con qua nhà bạn tay to chơi thôi ạ. À, con vẫn chưa xin phép mẹ mà, và còn chưa dọn dẹp đồ chơi của con nữa mà đi đâu? Dạ, con... Con mau thu dọn tất cả đồ chơi của con để vào chỗ cũ cho mẹ. Con sắp xong rồi, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi nha mẹ. Con như vậy mới ngoan. Mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi đó. Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Con cảm ơn mẹ. Con đi nha mẹ. Tay to ơi, bạn ở nhà không? Mình và bụng bự đang chơi trò nấu ăn bên trong. Bạn vào chơi luôn cho vui. Có bụng bự ở đây nữa hả? Vui quá. Caritala. Có đầu bếp và phục vụ rồi, vậy đúng làm khách đến ăn nha. Ừ, được đó, cho mình món ngon nhất nha. Món ăn tới rồi đây, đúng ăn đi, ngon lắm đó. Ngon quá,
hai bạn giỏi ghê. Thôi, mình ra ngoài vườn chơi đi nha. Cũng được, vậy tụi mình thu dọn đồ chơi lại đi, rồi ra vườn. Thôi, từ từ chơi xong rồi vô dọn cũng được mà. Không được đâu, phải biết dọn dẹp ngăn nắp, như vậy mới ngoan. Đốm nói đúng đó, mẹ mình cũng bảo như vậy. Vậy thôi, hai bạn tự dọn đi, mình ra ngoài chơi trước đây. Là đàn ông ta không rửa chén, không dọn dẹp, không quét lau nhà. Vậy thôi, hai chúng ta cùng thu dọn đồ chơi đi, không thôi mẹ bạn về la đó. Ừ, cả hai cùng làm sẽ nhanh thôi mà. Mình để hai bạn đó dọn dẹp đồ chơi cũng không đúng, mình cũng có chơi nữa mà. Thôi, mình vô phụ hai bạn mới được. Ủa, sao bụng bự quay lại rồi kìa? Chắc đã quên gì nên về lấy đó mà. Không phải đâu, mình vô phụ hai bạn để thu dọn đồ chơi đó. Bạn có nói thiệt không? Khi nãy bạn còn kêu không chịu làm mà. Giờ mình nghĩ lại rồi, chúng ta chơi xong thì phải sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ. Vậy chúng ta mau làm thôi nào. Bụng bự tay to chờ mình với. Ủa, đốt, cuối cùng bạn cũng đi câu cá hả? Ừ. Có người hôm qua nói chán phèo mà. Nhanh lên đi các bạn, nếu không trời tối hết câu được đó. Tay to, bụng bự, hôm nay mình sẽ câu thật nhiều cá cho các bạn coi nè. Mình cũng vậy, mình đã chuẩn bị giỏ thật to để đựng ra nè. Ừ, mình câu nhiều cá về cho mẹ nấu luôn. Còn mình đã dặn mẹ không mua cá ở chợ rồi. Chán quá à, không có con cá nào cắn câu hết. Đổ qua chỗ này xem thử, coi có hên hơn không. Đúng ơi, bạn phải kiên nhẫn chứ. Bạn đổi hoài như vậy thì làm sao cá ăn được. Câu cá thì phải kiên nhẫn chứ Đốm. Tại nó không ăn chứ bộ, chứ mình là cực kỳ kiên nhẫn rồi đó. Không thèm nữa, bực bội à. Chán quá, chán quá, chán quá đi. Đốm đốm, cá cắn câu rồi kìa. Đừng có nói xạo. Thiệt mà, đúng nhìn kìa. Hả? Li liêu, hụt rồi cha. Không sao đâu đó, mình có đem lưỡi câu theo nè. Mình nói lại câu tiếp. Ừ, mình sẽ bắt con cá đó cho bằng được. Hết hồn, cái gì trời. Bụng bự, tay to, mau qua đây giúp. Con cá này bự lắm, mình kéo không có nổi. Không câu nữa đâu, chán quá. Ê Đốm, chờ mình với. Sao Đốm, có câu được cá không con? Câu cả buổi mà chẳng có con nào. Con đổi ra chục chỗ mà chẳng có con nào chịu ăn, thật là đáng ghét. Con à, câu cá đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Nếu con không kiên nhẫn thì không thể nào thành công được đâu. Con nhìn xem, nếu không có kiên nhẫn, mẹ con cũng không thể nào ngồi hàng giờ để đan cho con chiếc áo đẹp như vậy. Và ba cũng không thể nào khắc cho con bức tượng này con trai à. Wow, đẹp quá ba ơi, đẹp quá mẹ ơi. Đó là thành quả của lòng kiên nhẫn đó con à. Dạ, con đã hiểu thế nào là sự kiên nhẫn rồi ạ. Con cảm ơn ba.
sẵn sàng đánh bại anh em nhà chuột chuỗi chứ bụng bự. Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng. Để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đó thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1, 2, 3. Cố lên, bụng bự. Sắp thắng rồi. Hết nha, hai đội dừng lại. Mệt quá. Vì thời gian đã hết mà chưa phân thắng bại nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi. Ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác. Ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Khuya rồi, đi ngủ đi đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi. Ngủ trễ quá ta. Đồ ăn sáng trên bàn kìa đốm. Lại ăn đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ. Đồ ăn sáng ngon thiệt, nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi. Chắc đốm sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè. Bắt đầu thôi. Bắt đầu. Ta không thua đâu. Cố lên đó. Thắng rồi, thắng rồi. Chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy đốm? Sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc tại hôm qua mình thức khuya, sáng nay không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình đó hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết. Chưa kể thức khuya dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha đốm. Ủa, cái là cái gì vậy? À, mẹ mình nói cái này là con mù nhìn. Vậy tại sao người ta lại đặt ở đây vậy? Mẹ mình nói người ta dùng nó để đuổi chim. Chắc nhìn nó đuổi chim sợ vì nghĩ nó là con người nên không căng lúa. Bài khó quá. Hay chút nữa mình đi chơi về rồi làm sao cũng được. Nhưng mà mẹ vô phòng mà không thấy, nhất định sẽ phạt mình. Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ đốm có tập trung học bài không nữa. Để lên kiểm tra thử coi. Phải vậy mới ngon chứ. Mình phải thưởng cho con mới được. Nãy giờ học bài cũng lâu rồi. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh đi con. Oh.
Trời ơi, con với cái dám lừa gạt mẹ, mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Chào Đốm. Mẹ ở đây dạy ai với bé? Tại sao con dám lừa mẹ? Tại bài khó quá, con muốn ra ngoài để thư giãn một chút không à. Nhưng mẹ không muốn con lừa gạt mẹ như vậy. Như vậy là nói dối, không có ngoan. Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám gạt mẹ nữa. Thôi, con ăn bánh đi, rồi mẹ sẽ cùng con giải bài tập. Dạ, con cảm ơn mẹ. Xả ít xà bông và nước thôi nha con. Dạ. Đẹp quá. Hết trơn rồi. Thì ra thế giới này có nhiều bọt bong bóng như vậy. Trẻ con lại lãng phí quá. Ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy Đốm? Xà bông của nhà mình bị cuốn mất hết rồi. Sao lại như vậy? Ôi, trả lại xà bông cho tôi. Chuyện gì thế kia? Tự dưng xà phòng nhà chúng tôi bị cuốn đi hết rồi anh Đốm ơi. Nhà của mình cũng vậy. Nó đều bay về một hướng, chứng tỏ người muốn lấy nó ở hướng kia. Mọi người ở nhà, để tôi đi xem thế nào. Con đi nữa. Nó bị hút về đây. Vậy kẻ cấp ở trong này nè ba. Chỉ được cái hấp tấp. Đốm xem nè. Vậy giờ mình làm gì hả ba? Rất có thể bong bóng này làm từ xà bông bị ăn cắp. Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm? Nơi này mênh mông quá. Bong bóng từ hướng kia bay tới thì có thể nó được tạo ra từ hướng đó. Vậy chúng ta đi về đó đi. Ôi, bong bóng đẹp thật. Ta có một hành tinh bong bóng luôn. Thì ra ngươi đánh cắp xà bông của chúng ta. Các người là ai? Chúng ta đến từ nơi ngươi đánh cắp xà bông để làm bong bóng kia. Bong bóng rất đẹp. Ta không nghĩ ngươi là kẻ ăn cắp như thế. Ta không có ăn cắp. Ngươi không ăn cắp? Chứ cái đó là cái gì? Ta thấy những đứa trẻ ở thế giới các người xài xà bông rất quan phí. Mỗi lần tắm thì đổ cả chai xà bông luôn. Nên ta mới lấy một ít thôi mà. Các ngươi không cho, ta sẽ trả lại. Thôi ta hiểu rồi, coi như chúng ta bỏ qua. Nhưng sau này đừng có đánh cắp đồ của người ta nữa. Về thôi. Ba, sao ba lại tha cho hắn? Lỗi cũng tại các con. Mỗi lần đi tắm là xả hết xà bông và nước. Chính vì vậy nên họ mới tưởng xà bông rất nhiều và không tốn tiền. Nhưng thực ra nó rất đắt và ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền để mua nó. Chẳng những con mà con nên nói với các bạn của mình không được xả hoang phí xà bông nữa, nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Chị về nha. Tạm biệt chị. Bê bê ở chơi với anh ngoan nha. Bye mẹ. À ha, bữa nay có bê bê chơi với anh vui nha. Anh với bê bê chơi đồ chơi nha. Thích quá. Bằng chiêu. Ôi, bê bê không chơi robot nữa đâu. Mình chơi lấy bye bye nhanh Đốm. Bê bê cho anh chỉ sao? Bê bê biết điều khiển mà. Bê bê chơi từ nãy giờ rồi. Cho anh chơi một chút đi. Không, em chưa chơi xong mà.
Đó, thấy chưa? Anh đã nói là anh sẽ chỉ cho mà không có chịu. Trời ơi, bà không chơi chúng nào. Em đi chơi trò khác đây. Không hết, trò này cũng không hết. Bê bê đừng dứt rồi chơi lung tung nữa. À, bê bê. Anh đốm nãy xe chờ em nữa đi. Bà bê tự đạp đi, anh mệt lắm. Không chịu, anh đốm nãy đi, anh đốm nãy đi. Bê bê nhõng nhẽo quá. Trời, cái gì vậy trời? À. Bê bê, ai cho em lấy màu nước để chơi hả? Đưa đây cho anh. Đang chơi vui mà, em không trả đâu. Đưa đây. Ư nè, ư nè. Cô anh đốm đánh con. Sao đốm lại đánh em? Dạ, vậy bê bê nghịch màu nước. Vậy sao con không nói nhẹ nhàng với em mà lại đánh em? Dạ, vì bê bê không chịu nghe lời á mẹ. Bê bê, anh đốm nói đúng không con? Dạ, dạ. Lần sau dù thế nào thì con cũng không nên đánh em như vậy, vì con là anh của em mà. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, bây giờ đốm phụ mẹ dọn dẹp nha. Để em làm của anh đốm nha. Anh đốm, bê bê xin lỗi. Lần sau bê bê sẽ không như vậy nữa. Bê bê sẽ nghe lời anh đốm. Vậy mới là bé ngoan chứ. Sau này anh cũng sẽ không đánh bê bê nữa. Hai anh em mình. Vé mời tham dự hội chợ ma thuật ở Vương quốc ma thuật. Hội chợ ma thuật được tổ chức mỗi năm một lần, bày bán nhiều loại bùa và pháp thuật, có nhiều khuyến mãi cho quý khách vui lòng đến sớm. Các cửa hàng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Tụi mình đi thôi, còn chờ gì nữa? Mọi mình cứ xây thời gian thôi. Nè cậu bé, cậu có muốn mua một chút bột phép không? Bột phép gì hả ông? Đây là bột tốc độ. Vậy đây. Phép thuật đi đến đó. Là sao? Mình không hiểu. Dài dòng lắm, không giải thích được. Nói chung, bạn có thích đi chơi không? Đi, đi. Đây. Thích phép tốc độ đó chứ. Quá đã luôn. Ông còn phép nào khác không? Lúc nãy chỉ là một phép căn bản. Cao cấp hơn có những phép có thể tàn phá cả một thành phố. Con có thể đỡ con gấu bông này được không ông? Tất nhiên là được. Món đồ nào với bọn ta cũng xài được hết. Wow, đẹp quá. Hết chi. Cái đó là bột cường quá mà. Nó sẽ to lớn và chuyển động. Tất cả nằm xuống. Ôi không, chúng ta phải chặn nó lại. Bụng bự, lúc nãy bạn rắc bột lên chỗ nào vậy? Rắc chỗ này nè.
đứng làm cái gì vậy? Muốn ngăn chặn khổng lồ, chỉ có cách biến thành khổng lồ thôi. Một đứa khổng lồ còn không chịu nổi, hai đứa khổng lồ thì phá gấp đôi luôn. Bây giờ phải sơ tán mọi người ra khỏi đây đã. Không ổn rồi, bụng bụng sẽ thua mất. Hay quá, đây là một bay lượn. Không biết túi bột thu nhỏ là cái nào nữa. Mình không biết, thôi thì cứ đổ hết lên đầu nó coi sao. Ôi không, nó là một phần thân. Một con nó tách không lại, thì ba con phải làm sao ta? Đến nước này chỉ còn cách phá hủy tất cả thôi. Triệu hồi thiên thạch. Trời ơi, thiên thạch kìa, nút nhanh đi. Buổi hội chợ coi như banh ta lông rồi. Tại mấy đứa nghịch quá. Không sao, phải xây dựng lại chứ sao giờ. Dạ, con xin lỗi vì đã phá vách lung tung. Trẻ con mà, ta không trách. Cảm ơn robot mắt tím tốt bụng nhiều lắm. Giờ chúng ta đi tham quan hội chợ phép thuật này nha. Mình thấy thú vị quá. Lại thua nữa rồi. Còn sớm, chắc giờ này ta to với bụng bự chưa tới đâu. Sao giờ này đốm chưa tới nữa? Hẹn 8 giờ mà. Có khi nào đốm quên không ta? Không đâu, tối hôm qua đốm còn gọi nhắc mình nữa mà. Thôi, mình ráng chờ đốm một chút nữa đi. Đúng kỳ ghê, hẹn 8 giờ mà bây giờ gần 10 giờ rồi mà còn chưa tới nữa.
Sắp tới giờ mình phải làm bài tập rồi. Hay là mình về đi bụng bự? Ừ, thôi về đi. Hả? Chết rồi, 10 giờ rồi, tôi tới với bụng bự. Hôm nay đống của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bụng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con. Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh, nhưng là ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi, để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha. Hai bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi. Mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó biết lỗi rồi mà. Mình ra ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn. Mẹ, mẹ, mẹ thấy còn gòn đúng không? Ủa, không phải cùng đi làm nhiệm vụ với con sao? Dạ, lo lắm rồi. Con không thấy tín hiệu nào phát về đó. Chà, căng ha. Nếu tội phạm thời gian bắt được gòn gòn thì sẽ nguy hiểm. Chúng ta mau ra ngoài tìm thôi. Đó, cứu mẹ. Mẹ, chúng ta đâu mà không gian không trọng lực. Mẹ sẽ không bị té đâu, đừng có lo. Không, không, mẹ sợ. Đó, con chó, nguy hiểm. Đó. Không sao đâu mẹ, mẹ chỉ cần giữ thăng bằng là được. Nhưng làm sao làm được? Mẹ giơ tay ra, chim đang bay như vậy nè. Mẹ ơi, có cả hàng ngàn cái chim đang bay ở dưới kìa mẹ. Chúng bay đâu mà đông quá trời, hay có gì nguy hiểm gì ta? À không, đó là loài chim đi di trú đó. Đây là tập quán của nhiều loài chim, chúng sẽ đi tránh đông. Khi nào trời ấm áp thì sẽ quay về nơi ở cũ. Hả, hay quá. Không biết còn gòn có bay theo đàn chim này không ta? Không đâu con, gòn gòn không có tập quán này. À, mà con biết gòn gòn có thói quen gì nữa không? À, bà ấy từng làm ngược á mẹ. Ờ, là sao? Mỗi lần mẹ ấy ôm con thì nói ghét quá thôi. À, mẹ ấy còn mê ngủ nữa. Mỗi lần con yêu cầu mẹ ấy đi canh gác là mẹ ấy toàn ngủ. Mẹ ơi, con biết con còn ở đâu rồi, mẹ theo con đi. Con gòn, lại ngủ nữa hả? Con gòn, sẵn sàng để lịch tuyệt chứ. Thì ra tại con nha đốm, gòn gòn có tập quán làm ngược lại đó. Ghét quá, ghét quá. Từ ngàn xưa, trái đất là một nơi trong lành. Mẹ thiên nhiên cho phép mọi sinh vật sống thoải mái, tự do. Thế nhưng, con người ỷ vào máy móc mà đang dần hủy hoại thiên nhiên vì lòng tham của mình. Và máy móc đang nổi loạn chống lại con người. Thank you.
Ngói ở đâu bay tới mà nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Khói từ các nhà máy xả ra ngày càng nhiều. Trời ơi, động đất hả? Ê, cây xanh không phải là thức ăn đâu nha. Ôi anh ơi, chạy lại đỡ ba đi đón. Thần Tây ơi, không lẽ người không làm gì tên xấu xa này sao? Chà. Chà. Hay quá, con robot ngụm củ tỏi ơi. Tin mới nhận, một đoàn robot không hiểu từ đâu ra đã tấn công tất cả các khu dân cư trong thành phố. Tình hình hết sức nguy cấp. Trời ơi, lũ robot bắt đầu nổi loạn rồi. Là do con người tự chuốc lấy. Ông nói như vậy là sao? Lũ robot này do con người tạo ra để chặt cây, đào mỏ, phá núi. Con người phá hoại thiên nhiên thì có lúc robot phá hoại con người. Mm-hmm.